Mới đây, trên mạng xã hội vừa chia sẻ đoạn clip chia sẻ lại sự cố giờ khóc giờ cười của gia chủ trong ngày đầu năm mới chỉ vì phút lơ là đã bị nẫng mất con heo quay. Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, sự việc trên xảy ra vào ngày 17 tháng 2, tức mùng 6 Tết, tại đường Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Trong những ngày đầu năm mới, nhiều người buôn bán, làm ăn thường chọn một ngày hoàng đạo để mở hàng. Vì vậy, dù mùng 10 tháng Giêng âm lịch mới là ngày vía thần tài, nhưng trước đó, ngày mùng 6 hoặc mùng 8 nhiều gia chủ cũng đã mua heo quay, vịt quay về làm lễ cúng với mong muốn một năm làm ăn thuận lợi, phát đạt. Quan sát clip cho thấy, một nam thanh niên chuẩn bị một mâm đồ cúng để ngay trước cửa nhà gồm có gà luộc, heo quay, tiền vàng, hoa tươi. Sau một hồi ngắm nghía, chỉnh lại bàn đồ cúng, gia chủ đã đi vào trong nhà. Tuy nhiên, nhân lúc không có ai trông, một người đàn ông ngồi sau xe máy đã lao xuống, nhanh chóng bê luôn con heo quay rồi vội vàng bỏ chạy. Bị bê mất chú heo quay khi chưa kịp thắp hương cúng, thanh niên từ trong nhà cũng lao ra đuổi theo nhưng người kia đã bê chú heo lên xe máy chạy mất. Còn thanh niên chỉ biết chưng hửng đứng nhìn theo. Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ thắc mắc, không biết gia chủ có đi mua chú heo khác về cúng hay không, nhưng đầu năm bị bê mất chú heo quay cũng nên hoan hỉ, coi như tán lộc đầu năm. Đây không phải là lần đầu tiên clip giật cô hồn được chia sẻ lên mạng xã hội mà trước đó cũng nhiều gia chủ bắt gặp cảnh nhiều người lao vào tranh giành giật đồ lễ trong ngày vía thần tài, mùng 10 hàng tháng hay dịp rằm tháng 7 âm lịch hàng năm. Rằm tháng 7, 15 trên 7 âm lịch là ngày rằm lớn nhất trong năm theo phong tục truyền thống của người Việt và thường được gọi là ngày xá tội vong nhân. Trong những ngày này, hoạt động cúng và giật cô hồn cũng được diễn ra khắp các nhà dân, hàng quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, bên cạnh là hoạt động văn hóa tín ngưỡng của người dân thì cũng xuất hiện những hình ảnh không mấy đẹp. Thậm chí, chẳng chờ gia chủ cúng bái xong xuôi, những cô hồn sống trực chờ trước cửa đã lao đến tranh cướp, vơ vét đồ cúng rằm tháng 7. Hẳn mọi người còn nhớ hình ảnh chú heo sữa quay bị giật mất khi gia chủ chưa kịp cúng bái được ghi lại tại một cửa hàng trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, được chia sẻ lên mạng xã hội. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một bàn để đồ cúng rằm đã được đặt sẵn trước cửa, xung quanh có bảo vệ đứng hai bên và một vài người dân đứng chờ giật cô hồn. Khi người chủ nhà vừa bê con heo sữa quay ra đến cửa thì một nhóm người đã lao tới định tranh cướp. Bị đánh úp quá bất ngờ nên gia chủ đã ngay lập tức bê khay heo quay trở lại trong nhà. Thấy vậy, một số người đã tiến vào đề nghị đem ra và thể hiện mình sẽ không tranh cướp. Tuy nhiên, khi gia chủ vừa bê khay heo sữa quay ra, đang chuẩn bị đặt lên bàn cúng thì nhóm 3 đến 4 dây cô hồn sống đã ngay tức khắc lao tới giành giật, thậm chí xô ngã cả gia chủ xuống đất. Dù bị xô đẩy, chưa kịp cúng bái đã bị giật mất con heo quay nhưng chủ nhà vẫn tỏ ra vui vẻ. Sau đó, bảo vệ cửa hàng có đuổi theo nhằm lấy lại chú heo quay nhưng bất thành. Đây không phải là lần đầu tiên clip giật cô hồn được ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Việc giật cô hồn là một nét văn hóa trong ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm. Nhưng một vài năm trở lại đây đang dần bị biến tướng. Thậm chí xuất hiện hiện tượng người dân mang vợt, lồng gà, bao tải, đi khắp phố Sài Gòn tìm đồ cúng cô hồn trong tháng 7 âm lịch để giật, hướng vào tranh giành, tạo nên cảnh tượng náo loạn và mất an toàn.